thôi, ta đến giờ tiễn biệt cụ về nơi chín suối, nghĩa tình hội người cao tuổi còn mãi đến ngàn thu. Để tỏ lòng thương cho cụ trong giờ phút câu trong này, các phép chúng tôi xin dành phút mạc niệm. Phút mạc niệm xin được bắt đầu. Mời các cụ vào thắp hương. Xin vĩnh biệt cụ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu cho linh hồn cụ sớm được siêu thoát về nơi cực lạc